Hold up. Và hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Bugan đây và chào mừng các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn thời cổ đại. Thì hôm nay là tập đặc biệt rồi, đó là tập cuối. Mình biết là rất nhiều bạn không muốn mình kết thúc series này, nhưng mà thực sự thì series này chúng ta không còn gì để làm nữa. Thì nếu mà các bạn muốn mình làm mấy công trình thì thực ra thì phải làm mấy cái series kiểu sinh tồn mà kiểu cổ điển và thêm một tí mod. Tại vì cái bên đây nó có một số mod nó làm cho thực tế hóa đi, có nghĩa là mình sẽ đặt lốc thì lốc nó tự động rớt xuống, cho nên là rất khó để mình làm mấy công trình. Ok, thì mình cũng không muốn là các bạn bình luận là kêu mình làm tiếp nữa, mình tại vì mình đang rất là chịu rất là nhiều áp lực về cái series này. Thực sự thì mình thấy là 30 tập là khá là đủ cho một series này rồi. Ok, thì tập này chúng ta sẽ đi xuống The End để chúng ta lấy cái Elytra. Thì không biết là lấy được không, nhưng mà trước tiên là mình đã lôi một số cô nàng về về đây. Và hôm nay mình nghĩ là mình sẽ tạo mình nghĩ là mình sẽ đám cưới, làm đám cưới và kết thúc series này luôn. Ok, thì hiện tại là mình đã hết vàng rồi, mình buồn ơi là buồn luôn, buồn như con chuồn chuồn luôn. Coi trong nhà còn vàng không. Rồi hết luôn. Oh my god, hết vàng rồi mấy đứa ơi. Ở đây không còn một cục vàng luôn. Giờ sao? Thì sorry các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm chiếc nhẫn này đi. Để làm chiếc nhẫn này chúng ta cần vàng. Hoặc là cái này thì nhẫn này nó không có đính kim cương, gái nó không có thích đâu mấy bạn. Ok, mình sẽ làm nhẫn này. Đó, nhẫn có hình kim cương ha. Cái này là nhẫn sắt nè, nhưng mà nhẫn sắt làm vô chắc không có đẹp đâu. Cái này là làm nhẫn này nè. Thì để nhẫn này thì chúng ta cần một cái đứt sét, một ít đứt sét. Chúng ta không có đứt sét luôn, để mình đi lấy một ít đứt sét cái đã. Và chúng ta sẽ làm đám cưới ở trong thư viện đi. Người ta là làm trong nhà thờ, còn mình làm trong thư viện đi, cho nó kiểu cho nó chuất. Ok, bây giờ mình sẽ chạy xuống đây và mình kiếm một ít đứt sét. Ở đây không có đứt sét luôn. Ôi giời ơi. Chạy kiếm. À quên, bên kia mình mấy sàng lọc của mình nó có mà tại sao mình không lấy. Ok, sàng lọc của mình bị đóng băng rồi, qua 5 tháng luôn rồi. Ở đây bên đây không có luôn. Bên đây có không? Không có luôn. Ôi trời ơi, bạn giỡn mặt với tôi à. Chết rồi, trời cũng đã tối rồi. Ôi giời ơi, à dưới đây có nè. Ok, để mình lấy một ít. À, đây. Ê, đóng băng gì lẹ vậy má. Ok, 5 cục đủ làm chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thiếu 1 cục, đập lẹ. Ok, giờ nhiều hơn hả? 18 cục, mình nghĩ là đủ rồi. Ok, 18 cục này chúng ta sẽ làm một cái khuôn. Và bây giờ tạm thời chúng ta đi ngủ trước đã. Và mình sẽ quay lại sau khi mình có đủ lượng vàng. Ok, mình đã quay trở lại ở đây. Thì mình đã đủ cái lượng mà chúng ta đang cần rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái khuôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái khuôn. Ủa không được vậy. Khuôn trái tim. Sau khi có khuôn trái tim xong rồi, chúng ta sẽ làm cái hình trái tim. Thì mình cần một cục kim cương, cái dao và 2 cục sắt. Ôi giời ơi. Sao dạo này cuộc đời khốn khổ ít sắt vậy ta. Ok, sorry các bạn. Chúng ta cần 2 cục sắt ở đây, và chúng ta cần 2 cục vàng ở đây, và cần 1 cục kim cương ở đây. Bèo. Sau đó là mình sẽ có cái gem caster xong, đặt 1 cục kim cương ở đây, đặt cái này. Chúng ta đã có diamond head, hurricane. Sau đó thì mình không có đủ vàng, nhưng mà mình lại có đủ cái này. Thì để mình xem coi mình chân dựng sao ta. Vậy hả? Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ chạy vào ngôi làng. Ồ, mình nên cưới nhỏ này không? Thôi, không nên cưới nhỏ này. Ok. Bây giờ, cô nàng. Ôi, em, bà ơi, ê. Mình sẽ tặng quà cho bà đó. Ôi, không tặng quà được. Chết. Ok, bà đang ở trong đây. Vô nói chuyện với bà. Mình sẽ tặng quà. Chưa tặng quà được. Ok, vậy thì chat tiếp. Ôi, bị chờ rồi.
chat tiếp. Rồi tặng quà. À, tặng quà được nhưng mà mình không bấm. Ok. Tặng quà. Tặng cho bả. Ok. Lên tim vàng luôn. Sau đó là mình đang rất là muốn cưới. Ok, thì never mind, this is amazing. Mình nên là có nên tặng cho bả này không? Chưa tặng được. Kiss. Ok. Bây giờ thì I think I love you. Nó nghĩ là nó thích mình rồi. Bây giờ là reset baby nhỏ này đi. You do not have a baby. Ok, special. Này là gì? Very well, you are here no longer. Mình muốn cưới thì sao ta? Tặng bả. Ok, interact grip. Rồi. À, nó đã cưới mình rồi. Of course, tất nhiên tôi sẽ cưới anh. À, mình có vợ rồi. Yeah, bây giờ sau khi mình có vợ thì mình có thể để đồ cho cô ta đi theo. Nhưng mà mình không muốn cô ta bị mất tích nên mình sẽ dẫn cô ta vào nhà để cho an toàn. Ok, ok, cô theo tôi nha. Lẹ nè. Hình như. Vô. Vô bà. Vô. Ôi, bà ta không vô được, vậy thôi. Mình nên nghĩ là nên để cho cô ta ở bên đây đi. Hello. Hello, ok. Ở đây hơi tối, chịu khó một tí nha men. Vô đây, vô đây, vô đây. Mình không có bắt cô nàng này, cô vợ đi, cô vợ này gì đâu. Vô, 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 vô. Vô, vô đây. Trời ơi, tiện đứng ngoài cửa chi má. Ok, ok, ok. Để mình đập cho bà vô đi. Đẩy bà vô, đẩy bà vô. Vô đây, vô má. Trời ơi, người gì đâu nặng dữ vậy. Rồi, tạm thời đứng ở đây đi. Stay here. Không phải là cho cô ta làm gì đâu. Làm gì công việc combat cooking. Thử ơi. Không có cái lò nung gần đây. Đúng rồi, mình làm việc mà mình không có cái lò nung. Vậy thôi. Mình sẽ cho cô ta giữ những thứ quan trọng như là kim cương đồ các kiểu. Bây giờ mình sẽ một mình đi xuống. Nếu mà mình chết thì vẫn có người yêu thương chăm sóc ngôi làng này. Ok, ok. Ok, ok. Xong. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi lấy Elisha thôi các bạn. Nhưng mà cái cúp của mình và cái kia nó sắp bể rồi. Nhưng mà thôi kệ đi, không sao. Bây giờ chúng ta cần một lượng chúng ta cần một lượng nước. Ok, nước có. Nước có, night vision có. Ok, giờ chúng ta cần thức ăn. Để xem coi bên trong đây có thức ăn không. 22 cái. Ok, mình đi ăn thịt thôi. Ăn thịt cho nó ngầu lòi. Ê, không được uống, không được uống. Ô, cô ta cầm kiếm luôn. Ê, thử cho cô ta cầm cái này coi coi là cô ta có lấy ra. À, cô ta không có. Ô, đang làm gì vậy? À, đẻ ra con luôn. Mình coi là gì ta? Bu con đi. Bu con. Ô trời ơi, có bu con luôn. Đinh. Ok, đứa nhóc này chưa mới đẻ ra thôi nên là cho cô ta ẩm bồng. Ok, ẩm bồng đi. Đấy, cho cô ta ẩm bồng. Nhớ đợi, kêu cô nàng này nhớ đợi mình. Vợ ơi, nhớ đợi tôi. Tôi sẽ đi lấy Elisha rồi sau đó chúng ta sẽ tương phùng và gặp lại nhau. Ok, sau khi có vợ rồi công việc rất là bận rộn đấy. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị để đến nơi để lấy Elisha. Hẹn gặp các bạn ở cổng Dien. Và ok, hiện tại là mình đang ở dưới Dien. Và bây giờ ở trước mặt mình là cái nơi để mình quăng cái Ender Pearl vào. Và sau đó là, ôi sao mà cao thế. Mình nghĩ là mình đặt cái lốc cái gì đi. Hiện tại thì ở đây nó không, có lốc gỗ nhưng mà thôi. Lấy cái lốc này đi cho nó an toàn. Ok, ok. Không có nhiều đâu, không có nhiều đâu. Chỉ cần một ít thôi cũng được. Không có một ít thôi cũng được. Mình nghĩ là lên chợ là chắc cũng tầm nhiêu ta? 20. Rồi, ok. Như đây 27 là đủ rồi đó. Không cần nhiều, không cần nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cố lên, cố lên. Elisha, Elisha. Lên tới chưa? Chưa, 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 chưa. Không biết là mình có chọi bậy là mình ra ngoài thế giới kia luôn á. Ok, để mình đập lại. Hiện tại là không cần phải ấy đâu. Ok, sẵn sàng chưa? Wow! Mình đã tới một nơi rất là đặc biệt các bạn ơi. Oh yeah. Ok. Và để xem coi bên đây nó có Elisha cho chúng ta không. Nếu mà không có thì thôi, mình chắc mình buồn chết.
À, mình nghĩ là nên ném cái NDP qua bển, rồi sau đó hồi máu. Đấy, tuyệt vời. Rồi, mình sẽ đem mấy cái đống này về trồng luôn. Ok. Mặc dù là không biết là có trồng được không, nhưng mà cứ đem trước đi, coi coi coi. À, cái này để ăn được luôn, nhưng mà vẫn trồng được luôn á, thì mình thấy. À, ok. Cái fruit này nè. Boom. Còn cái này là cái gì? Ok, mấy cục này dùng để làm gì? À, flower chắc để đem về trồng. Ok. Xong. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ trên con đường đi tìm Elijah. Ok. Ok, 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 ok. Không có Elijah đây luôn, buồn ghê, buồn ghê. Rồi. À, để mình cất bớt cái này, cất bớt cái này. Ok. Ấy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chết rồi. Nếu mà ở đây không có Elijah thì Mỹ sẽ rất là buồn. Đi 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 thêm một đoạn nữa coi, đi thêm một đoạn nữa coi. Cố lên. Mình nhất định phải mang cái Elijah về để cho con mình khi lớn nó có thể tập bay đồ cái kiểu. Ok, ok. Mình đi tìm khá là xa đấy. À quên nữa. À, nãy mình xuất hiện ở đâu ta? Xuất hiện ở đây phải không? Về lại đây đúng rồi, về lại đây. Vậy thì mình sẽ đặt ở đây là một cái spam bomb là home đi, để chúng ta kịp thời chúng ta về. Sorry các bạn, cái giọng mình không biết hôm nay có vấn đề gì mà mình lại hơi bị nặng giọng. Wow, cái vùng đất này, cái vùng đất này mà đi tìm Elijah là chắc tới chiều luôn á. Ok, để chúng ta đi thêm một đoạn thôi. Bây giờ tìm con thuyền mới gọi là mệt nè mấy bạn. Oh man. Có nào nó trên cao không ta? Mình nghĩ là không đâu. Ok, ở đây không có. Và cái phần trăm mà lụm để lụm được cái Elytra thì rất là khó nha các bạn. Rất là khó, mình thật sự rất là khó. Thì mình sẽ đi tìm thêm một đoạn. Nếu mà không có thì mình sẽ cắt khúc để tới cái nơi mà mình tìm. Mình sẽ bỏ thời gian ra đi tìm. Bây giờ chúng ta cứ đi tìm thêm một tí nữa coi coi sao. Khu vực này rất là ghê. Bây giờ để mình mở thêm lót chinh thêm coi coi nó có hiện ra không. Ok, bây giờ mình lót thêm chinh thì tất nhiên là nó đang hiện ra rồi. Vào nào. Sướng đây. Ở dưới đây ghê quá vậy. Mong ở đây có Elijah. Elijah đi, Elijah đi. Chỉ cần một cái chiếc thuyền thôi. Chỉ cần một chiếc thuyền thôi là chúng ta có cơ hội rồi đó. Rồi chắc mình mở. À, mình mở 32 luôn, nhưng mà mình lấy cái night vision. Ôi ôi, cái này nó ấy quá rồi. 20 thôi. Ok, có night vision. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi tìm chiếc thuyền thôi. Thuyền ơi là thuyền à, thuyền ra đi mà. Ở đây không có nước nữa. Chết rồi. Ê, bên kia có phải chiếc thuyền không? Mình thấy bên kia đang rất là tuyệt vời. Ha ha. Không có luôn. Không có một chiếc thuyền nào cho Mỹ luôn. Ê, cho Mỹ có vợ rồi. Cho tôi chiếc cho tôi chiếc thuyền. Tôi vô tôi lụm Elijah để tôi về tôi tặng vợ con tôi coi. Lẹ đi. Ừ, lâu lâu đôi khi mình cũng phải nhìn trên trời, lỡ khi nó rớt ở từ ở trên trời xuống thì sao. Đúng không nè. Ok, để coi khu này bên đây coi. Khu bên đây không có luôn. Wow. Chết rồi, mình lỡ nhìn thằng này rồi. Lỡ nhìn thì đánh luôn chứ sao giờ. Ok, lượm được cái NDP của nó, ném. À, mất một giọt máu, đau quá đi. Hay trời bậy là chết á. Ở đây khu vực này không có các bạn ơi. Mình nghe toàn thấy tiếng linh hồn không à. Chết rồi, chết tôi rồi, giờ sao? No. Wow, mình đi một đoạn rất là dài đó. Ok, thì mình nghĩ là mình sẽ cắt khúc để chúng ta đi, để mình một mình đi tìm cho nó dễ. Hẹn gặp các bạn sau khi mình gặp. Ê, từ từ. Ê, từ từ, ơi chết, mình lỡ nhìn thằng này. Tắp thằng này trước. Tắp này trước, nó đâu rồi? Ok, chết rồi. Ê, đừng nhìn. Để đầu xuống dưới. À, chúng ta tới rồi, chúng ta chắc không cần cắt khúc đâu. Bây giờ mình chỉ lên tòa tháp đó coi coi có chiếc thuyền nào không. Bây giờ là phải tiết kiệm thật là nhiều nước. Cho nên là mình nghĩ là nên ném Enderpearl đi. Ender...
chết rồi, má nhìn lần hai thằng luôn. Ok. Ok, mình như khi mà mình vào tới đây thì mình nghĩ mình nên uống một tí nước để cho nó hồi lại sức khỏe, sức lực và sức sống. Ơi, ổn quá, nếu mà uống bình này nó khá là ổn. Mình phải canh vừa đủ và tiết kiệm cho nó vừa tuyệt vời. À, mấy cái này là gì mình cũng không biết, nhưng mà cứ đem về trước đi, tính gì tính. Đúng không? Ok. Mình sẽ đi vào hướng này. Nghe nói là trong cái tòa tháp này nó gớt ra những món đồ old school đúng không? À, đúng rồi. Ok, nó đang cho mình bay cao, mình đứng ở đây là ổn rồi. Ok. À, mình tới tận 6 lần levitation. Ok, cục đó đang bay tới chỗ mình. No, đừng có dí mỹ. Ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ơi, tôi sắp chết rồi, no. Ok. Ôi, cục đó dí mình kìa. Ok, chúng ta sẽ hồi máu ở đây. Hiện tại thì giá mình hơi bị yếu. Ok. Ủa, nó đâu bay ra vậy? Rồi, giờ lên từ từ. Cố lên. Mình phải đem cái Elytra về cho vợ mình. Nhất định. Cho vợ con tôi. Nhất định. Wow, tòa tháp này ghê quá. Tòa tháp này làm mình nhớ tới tòa tháp của... Ơi. À! Ôi! Ở đây một đống mấy con school luôn. Ok, mình bay lên đây rồi. Ok, mình giết boss rồi. Ok, ở đây có sắt, có vàng đồ các kiểu ngon lành. À, đau quá. Mày bay lên đây. Ở đây còn nhiêu thằng? Còn cỡ hai thằng. Ok, mày đợi tao một tí, xuống tìm mày nè. Hai thằng. Ây da, 1, 2, 3, 4, 5. Một thằng. Một, chết hai thằng, còn nào nữa không? Hết rồi. Tuyệt vời ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hồi máu. Là mấy cái cột này dùng để làm gì ta? Mấy cái cột này để phát sáng hả? Ôi, ở trên vẫn còn. Mình có thấy nó nổ kìa. Ok, bây giờ khá thiếu vàng, thiếu mấy cái này. Ok. Rotation 4 luôn. Ôi giời ơi. Ôi, mình lên được trên kia luôn. Ôi, coi chừng nhà này té ăn cái là sắp mặt luôn á mấy đứa. Trên đây coi có ai không? Không có cái gì luôn á. Ôi tao ơi. Và ok, mình cuối cùng mình cũng đã quay trở lại ra đây. Trời ơi, bỏ hết nửa tiếng đồng hồ ra để đi tìm. Thì mình cũng đã chuẩn bị thêm một số nước và vẫn còn giữ thức ăn, táo vô đồ các kiểu. Không có đem gì nhiều á. Ôi, sao nó gớt ra nhiều đồ vậy? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ xách cây miếng thịt xuống, hai bình nước và một cái ender pearl. Thì bây giờ mình sẽ đi cái hướng này, tại vì mình thấy bên đây là vẫn còn một cái NCT. Đấy, chúng ta sẽ qua bên đây. Ơi, bên đây nó có chiếc thuyền luôn rồi phải không? And ship luôn kìa. Wow, bây giờ ném qua mới gọi là mệt nè. Sao đây? Lỡ rồi chơi khô máu luôn. Ok, mình qua được rồi. Nhưng mà mình đã tốn một lượng máu rất là phê. Nhưng mà bây giờ mình đã hết night vision luôn rồi. Ok, giờ chạy bộ. Mình cứ tưởng là phải ném thêm lần. Hả, này đau tim quá. Hên là mình không có chơi hardcore chắc mình chơi gà lắm các bạn ơi. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ lên. Mình nghĩ là lên and ship trước đi. Chứ and city từ tính sau khi có Elytra. Ok. Thì trong thời gian lên đây thì mình nghĩ là nên lấy một ít lốc rồi mới lên được. Đấy. Hơi mệt, có gì các bạn thông cảm mình. Cái gì đây? Ok, và nhảy lên đây mười mấy lốc hả? Hai mấy lốc chắc không đủ đâu. Làm thêm một ít nữa đi. Ok. Rồi, 45 lốc chắc đủ rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, xém té. 19, 20, 21, leo lên. 22, 23, 24, 25, 26, 7. Ôi, kẹt. Mình nghĩ là nên vào trong đây trước. Đó.
Ôi cái gì vậy? À cuối cùng cũng đã có Elisha rồi các bạn ơi. Ok, ok mình sẽ đánh nó. Ok các bạn ơi, sao con Elisha này trâu dữ vậy? À mình có giáp kim cương. À mình sẽ để lại cái gì đây? Để lại mấy cái này đi, mấy cái này không cần. Để lại cái để lại cái bình nước đi, từ từ mình sắp xếp sau, mình sắp xếp lại sau. Ồ bên đây có thêm đôi giày. Wow, đồ bên đây ngon ghê luôn á. Ok. À bây giờ mình sẽ bỏ bớt đồ vào. Bỏ cái này, bỏ mấy cái đầu sắt, đồ các kiểu, thức ăn, thịt bò, mắt, vẫn còn. Ok, sau đó là chúng ta lại bắt đầu đi loot đồ thêm một tí nữa. Rồi. Cái này qua đây, đôi giày, kiếm, sản, đồ các kiểu. Cuối cùng mình cũng đã có Elisha rồi các bạn ơi. Vui quá đi. Rồi bây giờ là mang về cho vợ mình thôi. Ôi trời, mình lấy cái áo giáp ra mình bị mất một lượng máu rồi. Nhưng mà ở đây mình sẽ được hồi lại máu. À mình đang chơi chế độ khó nên là mình chỉ còn có 3 tim thôi các bạn. Buồn quá đi. Nhưng mà không sao, chúng ta đã có Elisha rồi. Và bây giờ thì mình nghĩ là nên trở về là... Trời ơi, tao không có thích giỡn với mày đâu thằng quỷ ý. Ấy á, ấy, ôi giời, cái cục gì vậy? Chạy này. Ok, chạy thôi. À, cái gì vậy? Sao Elisha nó không cho mình bay? Thôi nhưng mà mình cũng đã về tới nhà rồi, ok cảm ơn. Rồi bây giờ để mình test lại cái Elisha coi tại sao nó không cho mình bay. À bay được rồi nè, vậy là do nãy mình lắc á. Ồ. Ok, và... Đó. Trời ơi. À, mình bấm nhảy hai cái liền, Ok. Vậy là cuối cùng mình cũng đã có Elisha rồi. Rất tiếc là mình đã chết thêm một lần thôi, kệ đi. Mình nhảy từ trên cầu xuống coi nó phê không. Wow, cái thung lũng này mình nhảy rất là đã luôn các bạn. Đi lên. Ờ, không lên nổi rồi. Chết tôi rồi. Ok, vậy là mình đã có Elisha cho tập này. Và mình sẽ đem về tặng vợ con để coi thằng con mình, người vợ của mình chăm sóc tới đâu rồi. Để mình xem coi là nó đã lớn chưa. Vợ ơi, tôi về nè, vợ ơi. Ủa, cái gì mình bay được vậy? À, mình có chum sport form. Ok, vợ tôi đâu? Ê, thằng này lăn nào. À, tưởng con của tao vô nhận bậy à, nhận bừa là không được nha. Ok, inventory. Thằng nhóc này bu con. Có tuổi đời là 3 phút. Ôi chết. Chưa, nó chưa biến thành một đứa lợn Barbie girl. Ok, thì mình sẽ đặt lại vào đây. Đó, nuôi con tiếp đi cư. Ok, thì ôi thằng nhóc kìa. Ôi thằng nhóc tự biết mở cửa, tự biết vô lấy đồ ăn luôn. Ok, thì thực sự là cuộc hành trình tới đây của chúng ta đã kết thúc rồi. Sau 30 tập của sinh tồn cổ đại, mình thực sự là không muốn kết thúc nhưng mà mình đã hết những gì để làm rồi. Thì ở đây lúc khai sinh lập địa, ngày đầu tiên chúng ta đã gác lạnh, gỡ lỡ gì đó. Chúng ta đã vô cùng rất là mệt mỏi để xây dựng cái một cái thành phố, một cái ngôi làng mà do mình là người chủ thầu và gọi là người là trưởng làng. Sau đó ở đây đã hưng thịnh rồi. Và ban đầu là chúng ta chỉ có những căn nhà bé xí, và sau đó mình đã làm phá núi lấp biển, và chúng ta đã có thang máy cổ đại. Sau đó là chúng ta lại đã lập hiệp ước với lại bộ lạc người da đỏ. Ok, thì thời lượng video này cũng đã dài rồi. Mình sẽ để lại file save cho cái sinh tồn cổ đại này. Nếu các bạn muốn chơi thì các bạn có thể bấm vào file save để download về chơi. Nhưng mà chúng ta phải cần có modpack mới chơi được. Thì mình đã có để modpack ở dưới link mô tả. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể download modpack về chơi. Mình sẽ để lại file save. Ok, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Và cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Và một điều đặc biệt là hãy đón chờ series mới của mình trên channel Oops Buron. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Peace.